Xin chào toàn thể các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách xử lý hiện tượng bỏ rễ, nghẹt rễ khi cây dưa con gặp phải mưa lớn. Thì đấy là cánh đồng dưa của mình và vừa trải qua một trận mưa cực kỳ to kéo dài, làm đất nó bị nén lại và cây bị bỏ rễ. Thì mình hôm nay là ra xử lý cái vườn dứa này và mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Hiện tượng bỏ rễ, nghẹt rễ này thì khi mưa lớn xảy ra thì nó làm đất bị nén chặt và rễ không phát triển được. Ngoài ra thì khi đất nén chặt thì rễ sẽ bị thiếu oxy và cây không hút được oxy trong đất, nên là cây nó sẽ bị coi cọc vàng và dẫn tới ảnh hưởng tới là năng suất, hoặc thậm chí là có thể là mất luôn cái năng suất, không có thu hoạch ấy. Các bạn có thể thấy là mưa rất là lớn và gây nước, là khi mưa thì nước nó ngập bắn thế này luôn này, do nước nó không thoát kịp ấy. Thì hiện tại cái dứa mình đây vừa ra được khoảng 5 ngày thì gặp ngay trận mưa lớn, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý. Thì cách xử lý thì rất là đơn giản. Đầu tiên là mình sẽ dùng sợi đất xung quanh cây để cho nó tạo độ thông thoáng. Mình quấy bằng một tay thì mình sẽ làm chậm, nhưng khi mà mình làm thì nó sẽ nhanh hơn nhiều. Các bạn có thể thấy là đất nó nén rất là chặt, và gặp nặng lên thì nó cứng lại thì rễ nó sẽ không phát triển được. Mình sẽ sợ cho nó tạo cái độ tới sụp cho đất. Và sau khi mình tiến hành sợi thì mình sẽ phun phong cả coi loài nấm bệnh cho cây, và cẩn thận hơn thì mình sẽ là tưới kích rễ cho bộ rễ nó phát triển nhanh hơn, để cây nó không bị bỏ rễ và nghẹt rễ nữa. Đấy, rất là đơn giản. Còn nếu mà không xử lý thì nó rất là dễ bị vàng và ảnh hưởng đến năng suất. Xong, như vậy là mình vừa sợi xong. Tiếp theo là mình sẽ phun phong các loài nấm bệnh này. Và cẩn thận hơn là mình sẽ tưới rễ vào gốc và phun thêm cả cái loại phân bón lạ. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn đến các bạn cách xử lý khi cây bị nghẹt rễ do mưa lớn. Vừa rồi là đối với cây dưa hấu, tương tự đối với cây dưa lê cũng vậy. Nếu mà mình không xử lý thì nó sẽ bị vàng mà. Đây, các bạn có thể thấy là đất nó bị nén rất là chặt và cây không thể phát triển được. Tương tự với cây dưa chuột cũng vậy. Tất cả các cây dưa thì đều xử lý một cách như vậy. Và đối với cái dứa dưới 15 ngày tuổi thì nó sẽ khi gặp mưa lớn là nó sẽ bị, còn đối với cây trên 15 ngày tuổi thì nó sẽ không bị nữa, bởi vì khi đó là cái bộ rễ nó đã phát triển rất là rộng rồi. Đây là chỗ mình trồng dưa chuột và mình đã xử lý ngày hôm qua này, sau cái mưa xong này, thì đất nó đã bắt đầu khô và cây vẫn xanh bình thường. Các bạn có thể thấy là nước nó ngập bắn luôn rồi, rác nó còn đầy này. Đấy, mình đã xử lý ngày hôm qua, cây dưa này được hơn một tuần. Đấy, cũng đã xử lý cho mềm đất, tơi xốp đất. Như vậy là mình vừa hướng dẫn đến các bạn cách xử lý cây dứa con bị bỏ rễ, kẹt rễ sau mưa lớn. Đến đây thì mình cũng xin được kết thúc video. Hy vọng là những cái kiến thức mình chia sẻ thì có thể giúp các bạn áp dụng được vào cái công việc chăm sóc cây trồng của mình.
Thì đến đây là mình cũng xin được kết thúc video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.